Ghê quá à. Trời ơi. Alo. 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 Chị mình mới nói chuyện với mình. Qua cái camera này. What? Hey, what's up? Đây là mình đây. Ở ngoài hơi ồn do là đang xây dựng. Ồn vãi cả. Hey, what's up? Nếu mà các bạn có coi những cái video trước đó của mình thì các bạn cũng biết cái góc quay này. Thì đây là cái nơi mà mình làm thường xuyên và bây giờ mình đã trở. À, quê vậy. Để xíu gặp lại. Hey, nãy lúc nãy mình có định nói nhưng mà do là có cái anh kia đi qua nên mình không có kịp nói. Nhưng mà mình đã có thể đi lại bình thường lại và có thể làm việc, đi học trở lại rồi. Và sau cái video lần trước thì các bạn có thể thấy đó, bây giờ mình có thể đi mà không còn phải đeo nạng nữa. Và do là không có content gì nữa nên hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái thư viện của trường mình nhé. Tại vì bây giờ mình phải đi qua trường để làm một số việc và ôn bài ở trên thư viện. Bởi vì ngày mai thi rồi nên bây giờ phải học thôi. Đi nha. Hey, mình có nghe nói về cái thư viện mình xây với cái trị giá là 125 tỷ đồng. Đó là kinh khủng. Yeah. Nên bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem nó to không nè. Nên mình chỉ muốn nói là ở đây có 5 lầu. Bây giờ mình đang đi lên lầu 5 là có cái ngoài trời để đi hàng xíu. Vệ sinh của thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng thì bạn có thể thấy được ở trong đây rất là yên lặng. Cả ngày hôm nay mình không nói được nhiều bởi vì ở trong thư viện mà mọi thứ im lặng lắm nên không ai dám nói chuyện hết. Nên bây giờ mình sẽ hoàn thành xong cái việc học của mình. Hiện tại là bây giờ là 7 giờ tối. Mình sẽ cố gắng học xong cho nhanh bởi vì 8 giờ thì thư viện này sẽ đóng cửa và mình sẽ phải đi về. Mệt quá. Học xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đi buổi thôi. Cây nhang, quận Kiều Plaza đó. Sợ không mày? Có ma đó. Thôi ông, tới giờ đâu ai ở đâu không? Tao thấy quá trời đèn mà. Mày lộn hả? Có đèn chết chết rồi thấy không? Ok cậu nha.